em. Mấy tên kia lượn cút nhanh đi, nếu không tao mà xuất chiêu thì nhìn mặt mày phèn phèn giống ma. Người và ngựa toàn bộ xấu xa dám đến nơi đây xâm phạm, cút nhanh tao tha tạm. Mấy tên đây đòi đánh tao sao, biến tao đây là chùa lây bệnh. Ngày tàn bọn mày gần đến nơi, chỉ cần bậc thầy này hát hơi, thế giới của người diệt vong. Bọn này trông cũng kinh lắm, mày hay rút vậy, ông nhát vậy. Xem đi, đây là bạn bò mông tròn mùng mèo mèo. Đam hơn 500, sư vũ từ miệng đạn thì mèo mèo mèo. Còn bạn này tóc cắt môi, nói ai cũng ghê sợ. Bạn này thì có danh tu đầy, này thằng này mường phụt ra rác hôi hôi. Ghê chưa sợ chưa hơi tim bên. Bọn nó siêu to, tôi thấy toang. Mình yếu hơn làm sao dám vang. Giờ mình rút lui, ở lại nó vang cho giờ. Giờ tính sao đây, có cách hay giờ chúng ta tìm côn thần dược và nhiều khẩu trang. Tìm mọi người rồi bảo nhớ đeo, thế giới ai cũng đeo. Nào virus sẽ không lây vào, trốn ngay luôn. Giờ bác đi đi, bác BC tìm bọn nó ngăn lại. Mọi người mạnh điểm gì cứ phang, bà cầm tiền bà phải đựng quyền mấy trang. Á ha, mèo 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 mèo, là con mèo ngu nhốt nhang bánh bèo. Nghe danh trên mạng nghĩ là thằng BD, mày gan cũng to đấm cho không về. Là thằng còi còi tóc môi môi, người ngập lòi thòi cứ choi choi. Bà mà cầm tiền tăng cho cu là mày đi ngay lập tức. Cầm tiền đường quyền kém xa ông, được thì mình hẹn quất nhau không? Việc gì phải hẹn quất nhau luôn, ngay tại đây ngay và luôn. Ê nhóc ghim mờ hả cu, sao em ăn khôn nói ngu? Sao cu to thân lắm tiền mà lại không đạo đức? Hôm nay tao sẽ kêu gọi 500 anh em trên mạng, lao vô đây phốt mày nào là mắm tôm còm. Kém thua xa, vậy thì đừng hòng phá tim ta. Cả bầy tì người khắp muôn nơi, một mình ta đây chẳng an. Ngày tàn bọn người sắp trôi qua, giờ còn điều gì nói mau ra. À còn một thằng thiếu chui đâu, kêu về đây tao còn ta. Tôi khuyên ngươi đừng vội, nhiều đây có khiến ngươi mất tâm. Hơn năm cho mi lộng hành, giờ mày hư nhiều lắm. Anh em đã mau tập hợp, hai tay xa xa bắn nạn. Cho cô vi cái tiếng biệt, đừng làm chúng tao phải điên. Đạn này vi vèo vèo thì chỉ là muối. Giờ ta tồn tại hơn 500, sợ đã hóa tinh rồi. Giờ thì năng lực này bọn mày sẽ chết dưới tay ta. Anh em vì run đầu máu nghe ta gọi ha ha.
mấy chiến binh đội nhà mình, sao buông xuôi thua sớm vậy? Chúng ta đã hết sức rồi, bọn này thần công mạnh lắm. Đây găng tay siêu anh hùng, nay ta ban cho các người. Mang Covid đi mất tâm, chỉ cần búng tay là xong. Bài thi thầy thấy được xấu và điểm mạnh của năm vừa qua, cho nên thầy sẽ cho cả lớp mình đi du lịch Vũ Hán 1 tháng. Yeah! Hay nhiều vào cho đi nhanh lên sao ta quên thế à? Quên đấy à? Quên đấy à? Đây nhá. Đây nhá, như thế này nhá. Đi đi. Thôi. Không cười à nữa rồi. Được rồi, được rồi. Bạn em cái đó mà cả chị nào cả Phong Diễn. Xem đi. Đây là bạn bo mông tròn mồm méo mèo. Đam hơn 500, súng phun từ miệng đạn thì mèo mèo mèo. Coi bạn này tóc cắt mái rồi ai nói ai cũng ghê. Sợ bạn này thì có danh tu đây này. Thằng này mồm phụt ra tắt hôi hôi. Ghê chưa sợ chưa hơi tim bên. Bọn nó siêu to. Mắc cười quá liền. Mắc cười. Đáng cười. Ai rồi. Tụi một điên. Rồi tất cả đi ra hết. Cả Phong các thứ đi ra hết đi. Đi ra hết. Cả Phong đi ra hết.